Bốn chữ giúp ta sống nhẹ nhàng, an nhiên. Một, nghe. Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ, tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc để chữa trị tâm bệnh cho họ. Dù ta không phải là nhà tâm lý, nhưng với lòng chân thành và thái độ đúng đắn, chắc chắn ta sẽ giúp được người kia ít nhiều. Hơn nữa, bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. 2. Nhẫn. Nhẫn trở thành cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhẫn là nhẫn nhịn. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. 3. Thiền. Thiền chính là cách để bản thân thanh thản và tĩnh lặng nhất. Thiền gắn liền với sự tĩnh tâm, do đó không nhất thiết phải ngồi khoanh chân mới gọi là thiền. Tĩnh tâm là không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn có nói nhiều, than vãn nhiều cũng chẳng thể khiến sự việc tốt hơn. Thay vào đó, đôi khi nên im lặng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái của mình. Cũng có khi người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. 4. Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi điều mọi việc, tâm ta càng thanh tịnh, càng ngập tràn hạnh phúc. Danh lợi, vật chất đều chỉ là phù du, chẳng thể mang theo khi lìa xa cõi đời. Mọi buồn tủi giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng? Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh, khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn là chính mình. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó
và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới, chắc chắn. Đừng đợi già mới ngộ ra điều khiến mình hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc có trong những điều rất giản dị. Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như: bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có, thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống, thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc, thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất. Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc, và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú, hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó. Khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng, cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn, cái này là hạnh phúc. Khi bạn vất vả, có người thương xót, đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ, vẫn có người nói: bạn tôi à, cố lên. Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng: không sao đâu mà, đã có tôi ở đây. Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích
cũng đừng bi quan mà mất ý chí. Bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Con người ta khi phải buông bỏ thứ gì đó thì luôn cảm thấy phiền não, dây dứt không yên. Con người dù muốn buông tay nhưng lại không thể hạ quyết tâm mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Mời bạn đọc câu chuyện sau và cùng chiêm nghiệm nhé. Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thượng: "Thưa thầy, tại sao có một số thứ và một số người con không thể buông bỏ được?" Vị hòa thượng nói: "Không có gì là không thể buông bỏ được." Người đàn ông kia lại nói: "Thưa thầy, tại sao có những thứ và có những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được?" Vị hòa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng tay, không chịu được liền đặt chén trà xuống. Lúc này vị hòa thượng lại nói: "Trên đời không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau, ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi." Quả thật, khi chúng ta đã có công danh thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta có tiền tài thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mộng tưởng, mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn. Hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng của ta. Nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ. Ví dụ như ta khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến. Trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở. Những người thiếu quyết đoán thường nghĩ trước nghĩ sau, nên nắm giữ cũng chậm mà buông bỏ cũng chậm. Nếu người đó trải qua một lần biến cố to lớn, hay khi cận kề cái chết,
sẽ có thể khiến họ thay đổi. Khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó mà có cách suy nghĩ nhìn nhận thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn, thì việc buông bỏ cũng dễ dàng hơn. Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng có nhiều dục vọng. Mỗi ngày chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy, đương nhiên là sẽ thấy rất mệt. Điều này cũng giống như mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Ban đầu, để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích, chúng ta mua thật nhiều thứ. Nhiều năm sau này, chúng ta phát hiện ra ngôi nhà đã chứa quá nhiều thứ, có cả những thứ không bao giờ dùng đến. Lúc đó, chúng ta nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó, nhưng biết bỏ thứ nào đây? Cái gì ta cũng thấy có ý nghĩa, cũng lưu dấu kỷ niệm, thế nên chẳng đành vứt bỏ đi thứ gì, rốt cuộc lại lưu giữ lại tất cả, đành phải chấp nhận sinh sống trong một không gian nhỏ hẹp, bức bối. Nhưng nếu như có một ngày nào đó, căn nhà của chúng ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt hoặc bị rách nát, thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ chúng ngay. Điều này chính là khi thật sự đau đớn, ta sẽ tự nhiên buông bỏ. Trong cuộc đời có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ, vì nếu cứ lưu luyến thì chúng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại, đạt đến giải thoát an vui. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên, thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên, chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại.
hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Bất chợt một ngày tôi nhận ra quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói: "Không sao, vẫn còn tôi ở đây." Ai đó là gia đình, bạn bè hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ, mình lại chẳng là gì. Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càn đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình, nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu.
mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong tự tại. Thấu hiểu và cảm thông. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn. Những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Mục tiêu trong cuộc sống. Thông thường, người có mục tiêu thì lo phấn đấu, kẻ không có phương hướng chỉ thích vui chơi, vì họ không biết phải đi về đâu. Người có mục tiêu thì luôn biết ơn, kẻ không phương hướng chỉ mãi oán trách, vì họ cảm thấy cả thế giới không tốt với mình. Người có mục tiêu thì sống tỉnh táo, kẻ không có phương hướng chỉ thích ngủ vùi, vì có thức dậy cũng không biết phải làm gì. Hãy cho cuộc sống một ước mơ, cho ước mơ một con đường, cho con đường một phương hướng. Dù bị ngã cũng tìm cách đứng dậy, lỡ bị thương thì tìm phương trị liệu. Cuộc sống chỉ có hành động mới đem lại kết quả, không có chuyện ngồi chơi mà huy hoàng tự đến. Than trách là một dạng của nhu nhược, cố gắng mới là thái độ nên có trong cuộc sống, là biểu hiện chắc chắn của thực lực. Bạn muốn mình là một kẻ nhu nhược hay là một người có thực lực? Suy nghĩ nhiều để làm gì? Làm người suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung, chi bằng tìm chút việc để làm.
chúng ta chỉ có một cuộc đời này. Kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí, đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi, nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gặp ghềnh, biến sự đả kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn, ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình, bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng tròng cũng phải che giấu đi, mệt mỏi vất vả gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi, không trải nghiệm cuộc sống sao hiểu hết tình đời đen bạc, không gặp chuyện buồn vui sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đông đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc, vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ liền bị xếp vào nhóm lạc hậu, ta yếu đuối một chút lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên, có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội, ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Lẽ nhân sinh. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay
quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên, khi gặp gỡ, hãy biết cách trân trọng. Lúc bên nhau, nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi, hãy là người lịch sự. Khi chia tay, nhất định nhớ mỉm cười. Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Biết từ lau khô nước mắt. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn. Kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Tự viết nên đời mình. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng. Lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Chuyển đổi góc nhìn. Trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Làm việc nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau, phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau, trạng thái tốt nhất là: bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi, dù khó khăn bao nhiêu vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết lời bạn định bày tỏ nhưng lặng im, trân trọng giữ tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thập toàn thập mỹ. Công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người ai chẳng có lúc gặp khó khăn.
qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Đồng thanh tương ứng. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đãng. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Để cuộc sống vui vẻ hơn, hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toàn tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Giữ cho mình một lý do để cười. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng. Vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Tốt nhất vẫn là nhớ ưu điểm của người. Nhớ ưu điểm của bạn bè thì người bên cạnh sẽ ngày càng nhiều, khi cần luôn có những trợ thủ đắc lực. Nhớ ưu điểm của người thương thì giảm nhiều tranh cãi, tình cảm càng nồng đượm. Nhớ ưu điểm của cấp trên thì giảm được nhiều oán hận. Biết hy sinh nhiều hơn thì tương lai tự nhiên cũng rộng mở. Nhớ ưu điểm đồng nghiệp thì giảm được nhiều mâu thuẫn. Công việc kết hợp nhịp nhàng thì làm việc càng thêm chuyên nghiệp. Nhớ ưu điểm của người khác, sống bằng lòng biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên, ưu phiền tự nhiên cũng ít lại. Nhớ khuyết điểm, tật xấu của người chỉ khiến mình khó chịu, tâm trạng cũng bực dọc, cuộc sống càng thêm mệt mỏi. Nhưng người đời đa số là điểm tốt của người khác thì không khi nào để tâm, thấy chút điều xấu liền ghi lòng tạc dạ. Làm người ai chẳng có ít nhiều tự tư, ai chưa từng vì bản thân mà phạm phải lỗi lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả. Nhớ ưu điểm của người khác, thật ra
người có lợi ích lớn nhất là chính mình. Nhớ điều tốt của người khác thì hạn chế mâu thuẫn, không phát sanh muộn phiền. Bạn nhớ ưu điểm của người thì họ sẽ đối tốt với bạn hơn, không tổn thương tình cảm, không cần tính toán hơn thua đến đoạn tuyệt liên hệ. Nhớ ưu điểm lẫn nhau giúp con người đến gần nhau hơn, bởi lòng không cần để ý hay phòng bị nữa, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng là một cách sống. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Về với chính mình, chúng ta không được sinh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc. Chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Cho nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Lựa chọn thiện lành. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người
cũng là tha thứ cho mình, không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Định vị đời mình. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Khi nóng giận đừng nói chuyện. Khi nóng giận đừng nói chuyện, vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nỗi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nỗi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương, thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng hơn. Nóng giận và bản lĩnh. Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức, khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng, đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét, nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường, chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh,
và đối xử với họ sổ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ, thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không. Thực tế cho thấy, chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý, để từ đó bình tĩnh xem xét, rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ, tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất mỗi ngày. Nhất định phải có ý nghĩa. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an, vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản, là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết. Và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Tự lực sống vui. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Để cuộc sống không già nua. Sống đến đâu, học hỏi đến đó. Người thích học hỏi sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, đọc sách đến đó. Người thích đọc sách sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vận động đến đó. Người thích vận động sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, chăm chỉ đến đó. Người thích sự chăm chỉ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mơ ước đến đó. Người thích ước mơ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mỉm cười đến đó. Người thích mỉm cười sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vui vẻ đến đó. Người thích sự vui vẻ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, yêu thương đến đó. Người có lòng yêu thương sẽ không bao giờ già.
để cuộc sống ý nghĩa hơn. Ở đời có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận, có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay, một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngờ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa, những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Đâu cần phải chấp nhất thị phi. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Mở lòng để tha thứ. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức
và mỏi mệt. Giữa người với người do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Mặn nhạt tại tâm. Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước, cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ, tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn, sáng suốt một chút nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Buồn vui vừa đủ. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn. Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Tập sống nhẹ nhàng. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời,
chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẩn quẩn không thôi. Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Chấp nhận sự tương đối. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến. Cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi. Còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được, sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi, bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc liền gấp rút tìm người thay thế, bác sĩ sợ bạn không đủ tiền vừa kê toa thuốc vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyển khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề. Như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Cuộc sống nhìn từ sai và đúng. Một buổi học nọ, thầy giáo viết lên bảng mấy phép tính: 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, 9 + 9 = 19. Vừa quay lại, cả lớp đã râm ran: "Phép tính sau cùng sai rồi thầy ơi." Thầy mỉm cười: "Đúng là phép tính sau cùng không chính xác, nhưng thầy viết tất cả 4 phép tính. Sao không ai để ý đến 3 phép tính đầu đều tính đúng?" Con người chúng ta thông thường cũng vậy. Mình đối với ai đó tốt 10 lần chưa chắc họ đã nhớ, nhưng chỉ cần một lần không thuận lòng, những điều tốt phía trước coi như không tồn tại. Người xưa có một câu nói rất hay: một bát cơm tặng người thành ơn, một tấn gạo nuôi người thành oán. Có một số người quen nhận rồi sẽ quên mất cảm ơn. Không phải ai cũng biết lấy 2 chữ lương tâm ra đối đãi. Dù bạn có 100.000 điều tốt, nhưng chỉ cần làm cho người một chút không vừa ý, bao nhiêu điều tốt liền bị phủi sạch trơn. Dù bạn đã hết lòng thật dạ, chỉ cần một lần lầm lỡ liền trở thành tội đồ nhiều toan tính. Dù giúp đỡ 100 lần chưa nhận tiếng cảm ơn, chỉ một khi chưa kịp ra tay liền bị ghim lòng thù hận. Cho nên
làm người nên dựa vào tấm lòng, đừng quá quan tâm tới hình thức. Thật dạ đối đãi mới mong gặp tri kỷ, dùng miệng lưỡi ba hoa thì đừng hỏi đến niềm tin. Thước tất có ngắn có dài, đừng bao giờ dùng tiêu chuẩn của mình để đo lường kẻ khác, cũng đừng dùng sự hiểu biết cá nhân để phán xét bất kỳ ai. Không ai là trọn vẹn hoàn mỹ. Trước khi nói lỗi người hay chê cười sự vụng về của thiên hạ, nên xét lại bản thân mình. Mắt là để nhìn thấy những điều tốt đẹp, đừng chỉ biết dòm ngó thị phi. Miệng là để ăn cơm nói chuyện, không phải vũ khí công kích ly gián lẫn nhau. Sống ở đời, thứ quý giá nhất không phải tiền bạc, danh lợi hay quyền thế, mà là nội tâm, sự tu dưỡng và tố chất của mình. Những điều này nói lên phẩm hạnh của một con người. Để đánh giá ai đó có đáng tin hay không, để biết được đâu là người tốt hay kẻ xấu. Làm người cần sự chân thật, thành tâm thành ý, đừng tính toán quá, vì như thế chỉ tổn hại bản thân mà thôi. Làm việc nên chừa một đường lui, nói chuyện nên để chút khẩu đức, mới không đến mức đâm vào đường cùng, rước họa vào thân. Việc thiện làm nhiều một chút thì việc ác sẽ giảm đi. Chân thành được xem trọng thì toan tính sẽ ít lại. Khích lệ nhiều một chút thì trách móc sẽ ít đi. Giúp đỡ nhiều một chút thì lợi dụng tự nhiên sẽ giảm xuống. Chú ý nói lời chuẩn mực, dù đùa vui cũng nên có chừng mực. Người sống một đời như sương buổi sớm, tan rồi là hết. Hãy sống như nước, có sự trong trẻo, yên tĩnh và sâu lắng, thì lo gì không thanh thản nhẹ nhàng. Phiền não đến từ đâu? Ham muốn trỗi dậy thì tâm động. Khi tâm động, các loại phiền não tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Được, mất, vinh nhục, lấy bỏ, những thứ này nếu bạn bận lòng càng nhiều thì sự mệt mỏi càng lớn. Bằng ngược lại, có thể buông xuống bao nhiêu thì nội tâm nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nếu biết mở lòng chia sẻ đau thương của người khác, nỗi buồn lo của mình tự nhiên sẽ nhẹ vơi. Học cách trao tặng sự ấm áp đến tha nhân sẽ nhận lại những ân tình đồng loại. Đây chính là năng lượng kỳ diệu của tình thương. Trên đời, cội nguồn của những muộn phiền đều bắt nguồn từ việc buông không đành, hiểu không thông, nhìn không thấu, rồi làm những việc vô nghĩa khi nhàn rỗi. Muốn đoạn trừ nó, nên tìm về căn nguyên nguồn cội, thực tập nếp sống vị tha và buông xả, đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận sự việc. Làm được vậy sẽ tránh được những tranh chấp muộn phiền vô nghĩa lý. Hoàn thiện từ phiền não. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đầu rỉ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Tự tại. Tâm ít tham cầu, khổ tự nhiên sẽ giảm đi. Miệng ít nói lời vô nghĩa, họa tự nhiên sẽ giảm đi. Bụng ít ăn đồ độc hại, bệnh tự nhiên sẽ giảm đi. Lòng ít suy nghĩ điều rối rắm, nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi. Tình thương thì không có nước mắt, hiểu rồi thì không cần nhiều lời. Duyên đến nên trân trọng,
duyên hết thì buông tay. Cuộc đời vốn là không, mỉm cười nhìn đời và người, an nhiên ngắm mặt trời mọc rồi lặng, tự tại nhìn hoa nở rồi tàn, thì bụi trần vướng vào đâu, người phiền được chỗ nào. Giữ lấy bình an. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi, thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bùng ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Một hôm tôi hỏi lòng, thế nào là hạnh phúc? Lòng bảo, thân khỏe tâm an là hạnh phúc. Cơ thể khỏe mạnh rồi, làm sao để tâm được bình an? Lòng lên tiếng, tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do, thì tất nhiên không cảm nhận được sự yên an. Tôi lý luận, sống ở đời sao có thể không vướng bận? Lòng thông thả, nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thông dong và tự tại. Tôi chưa hiểu, tâm vốn ở bên trong hình thức, sao có thể không bị phụ thuộc? Lòng giảng giải, tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống. Nếu nếm phải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời, đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc. Tôi lại hỏi, sao mới được nhẹ nhàng như thế? Lại nghe thấy tiếng lòng, danh lợi được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt. Tôi thắc mắc, tâm ta rộng hay thế giới lớn hơn? Lòng trả lời, trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra, đẹp xấu cũng từ đây mà thành. Tôi băn khoăn, vậy chúng ta đang đi đâu trong cuộc đời này? Lòng từ tốn, đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng, là bạn đang hướng ra ngoài cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi. Bốn chữ giúp ta sống nhẹ nhàng, an nhiên. Một, nghe. Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ, tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc để chữa trị tâm bệnh cho họ. Dù ta không phải là nhà tâm lý, nhưng với lòng chân thành và thái độ đúng đắn, chắc chắn
ta sẽ giúp được người kia ít nhiều. Hơn nữa, bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. 2. Nhẫn. Nhẫn trở thành cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhẫn là nhẫn nhịn. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. 3. Thiền. Thiền chính là cách để bản thân thanh thản và tĩnh lặng nhất. Thiền gắn liền với sự tĩnh tâm, do đó không nhất thiết phải ngồi khoanh chân mới gọi là thiền. Tĩnh tâm là không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn có nói nhiều, than vãn nhiều cũng chẳng thể khiến sự việc tốt hơn. Thay vào đó, đôi khi nên im lặng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái của mình. Cũng có khi người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. 4. Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi điều, mọi việc, tâm ta càng thanh tịnh, càng ngập tràn hạnh phúc. Danh lợi, vật chất đều chỉ là phù du, chẳng thể mang theo khi lìa xa cõi đời. Mọi buồn tủi giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng? Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh, khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn, là chính mình. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới, chắc chắn. Đừng đợi già
mới ngộ ra điều khiến mình hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc có trong những điều rất giản dị. Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như: bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có, thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống, thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc, thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất. Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc, và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú, hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó. Khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng, cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn, cái này là hạnh phúc. Khi bạn vất vả, có người thương xót, đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ vẫn có người nói: bạn tôi à, cố lên. Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng: không sao đâu mà, đã có tôi ở đây. Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực, rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân.
không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Con người ta khi phải buông bỏ thứ gì đó thì luôn cảm thấy phiền não, dây dứt không yên. Có người dù muốn buông tay nhưng lại không thể hạ quyết tâm mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Mời bạn đọc câu chuyện sau và cùng chiêm nghiệm nhé. Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thượng: "Thưa thầy, tại sao có một số thứ và một số người con không thể buông bỏ được?" Vị hòa thượng nói: "Không có gì là không thể buông bỏ được." Người đàn ông kia lại nói: "Thưa thầy, tại sao có những thứ và có những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được?" Vị hòa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng tay, không chịu được liền đặt chén trà xuống. Lúc này vị hòa thượng lại nói: "Trên đời không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau, ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi." Quả thật, khi chúng ta đã có công danh thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta có tiền tài thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mộng tưởng, mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn. Hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng của ta. Nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ. Ví dụ như ta khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến. Trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở. Những người thiếu quyết đoán thường nghĩ trước nghĩ sau, nên nắm giữ cũng chậm mà buông bỏ cũng chậm. Nếu người đó trải qua một lần biến cố to lớn hay khi cận kề cái chết, sẽ có thể khiến họ thay đổi. Khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó mà có cách suy nghĩ nhìn nhận thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn, thì việc buông bỏ cũng dễ dàng hơn. Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng có nhiều dục vọng. Mỗi ngày chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy, đương nhiên là sẽ thấy rất mệt.
Điều này cũng giống như mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Ban đầu, để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích, chúng ta mua thật nhiều thứ. Nhiều năm sau này, chúng ta phát hiện ra ngôi nhà đã chứa quá nhiều thứ, có cả những thứ không bao giờ dùng đến. Lúc đó, chúng ta nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó, nhưng biết bỏ thứ nào đây? Cái gì ta cũng thấy có ý nghĩa, cũng lưu dấu kỷ niệm, thế nên chẳng đành vứt bỏ đi thứ gì. Rốt cuộc lại lưu giữ lại tất cả, đành phải chấp nhận sinh sống trong một không gian nhỏ hẹp, bức bối. Nhưng nếu như có một ngày nào đó căn nhà của chúng ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt hoặc bị rách nát, thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ chúng ngay. Điều này chính là khi thật sự đau đớn, ta sẽ tự nhiên buông bỏ. Trong cuộc đời có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ, vì nếu cứ lưu luyến thì chúng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại, đạt đến giải thoát an vui. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua, hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài.
Bất chợt một ngày tôi nhận ra quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói không sao, vẫn còn tôi ở đây. Ai đó là gia đình, bạn bè hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ, mình lại chẳng là gì. Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càn đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình, nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có bạn không cần khoe khoang,
vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền, bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong tự tại. Thấu hiểu và cảm thông. Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn. Những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Mục tiêu trong cuộc sống. Thông thường, người có mục tiêu thì lo phấn đấu, kẻ không có phương hướng chỉ thích vui chơi, vì họ không biết phải đi về đâu. Người có mục tiêu thì luôn biết ơn, kẻ không phương hướng chỉ mãi oán trách, vì họ cảm thấy cả thế giới không tốt với mình. Người có mục tiêu thì sống tỉnh táo, kẻ không có phương hướng chỉ thích ngủ vùi, vì có thức dậy cũng không biết phải làm gì. Hãy cho cuộc sống một ước mơ, cho ước mơ một con đường, cho con đường một phương hướng. Dù bị ngã cũng tìm cách đứng dậy, lỡ bị thương thì tìm phương trị liệu. Cuộc sống chỉ có hành động mới đem lại kết quả, không có chuyện ngồi chơi mà huy hoàng tự đến. Than trách là một dạng của nhu nhược, cố gắng mới là thái độ nên có trong cuộc sống, là biểu hiện chắc chắn của thực lực. Bạn muốn mình là một kẻ nhu nhược hay là một người có thực lực? Suy nghĩ nhiều để làm gì? Làm người, suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung, chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày.
chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi, nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gặp ghềnh, biến sự đả kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn, ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình, bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng tròng cũng phải che giấu đi, mệt mỏi vất vả gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi, không trải nghiệm cuộc sống sao hiểu hết tình đời đen bạc, không gặp chuyện buồn vui sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đông đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc, vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ liền bị xếp vào nhóm lạc hậu, ta yếu đuối một chút lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên, có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội, ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Lẽ nhân sinh. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên, khi gặp gỡ, hãy biết cách trân trọng. Lúc bên nhau, nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi, hãy là người lịch sự. Khi chia tay, nhất định nhớ mỉm cười. Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Biết từ lau khô nước mắt. Thông thường
Người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn, kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Tự viết nên đời mình. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng. Lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Chuyển đổi góc nhìn. Trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Làm việc nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau, trạng thái tốt nhất là: bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi, dù khó khăn bao nhiêu vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết lời bạn định bày tỏ nhưng lặng im, trân trọng giữ tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thập toàn thập mỹ. Công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Đồng thanh tương ứng. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển.
Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đãng. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Để cuộc sống vui vẻ hơn, hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toan tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Giữ cho mình một lý do để cười. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng, sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng. Vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Tốt nhất vẫn là nhớ ưu điểm của người. Nhớ ưu điểm của bạn bè thì người bên cạnh sẽ ngày càng nhiều, khi cần luôn có những trợ thủ đắc lực. Nhớ ưu điểm của người thương thì giảm nhiều tranh cãi, tình cảm càng nồng đượm. Nhớ ưu điểm của cấp trên thì giảm được nhiều oán hận. Biết hy sinh nhiều hơn thì tương lai tự nhiên cũng rộng mở. Nhớ ưu điểm đồng nghiệp thì giảm được nhiều mâu thuẫn. Công việc kết hợp nhịp nhàng thì làm việc càng thêm chuyên nghiệp. Nhớ ưu điểm của người khác, sống bằng lòng biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên, ưu phiền tự nhiên cũng ít lại. Nhớ khuyết điểm, tật xấu của người chỉ khiến mình khó chịu, tâm trạng cũng bực dọc, cuộc sống càng thêm mệt mỏi. Nhưng người đời đa số là điểm tốt của người khác thì không khi nào để tâm, thấy chút điều xấu liền ghi lòng tạc dạ. Làm người ai chẳng có ít nhiều tự tư, ai chưa từng vì bản thân mà phạm phải lỗi lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả. Nhớ ưu điểm của người khác, thật ra người có lợi ích lớn nhất là chính mình. Nhớ điều tốt của người khác thì hạn chế mâu thuẫn, không phát sanh muộn phiền. Bạn nhớ ưu điểm của người thì họ sẽ đối tốt với bạn hơn, không tổn thương tình cảm, không cần tính toán hơn thua đến đoạn tuyệt liên hệ. Nhớ ưu điểm lẫn nhau giúp con người đến gần nhau hơn, bởi lòng không cần để ý hay phòng bị nữa. Cuộc sống
sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng là một cách sống. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Về với chính mình, chúng ta không được sanh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc. Chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Cho nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Lựa chọn thiện lành. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau.
không thể giả tạo, không thể lừa dối. Vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Định vị đời mình. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Khi nóng giận đừng nói chuyện. Khi nóng giận đừng nói chuyện, vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nỗi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nỗi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương, thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng hơn. Nóng giận và bản lĩnh. Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng, đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét, nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường, chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sổ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ, thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không.
Thực tế cho thấy, chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý, để từ đó bình tĩnh xem xét, rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ, tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất mỗi ngày. Nhất định phải có ý nghĩa. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an. Vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói, càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết. Và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Tự lực sống vui. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện, có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Để cuộc sống không già nua. Sống đến đâu, học hỏi đến đó. Người thích học hỏi sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, đọc sách đến đó. Người thích đọc sách sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vận động đến đó. Người thích vận động sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, chăm chỉ đến đó. Người thích sự chăm chỉ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mơ ước đến đó. Người thích ước mơ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mỉm cười đến đó. Người thích mỉm cười sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vui vẻ đến đó. Người thích sự vui vẻ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, yêu thương đến đó. Người có lòng yêu thương sẽ không bao giờ già. Để cuộc sống ý nghĩa hơn. Ở đời, có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận. Có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay. Một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy, có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi.
một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi, mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngờ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa, những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Đâu cần phải chấp nhất thị phi. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Mở lòng để tha thứ. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng.
tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc, có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Mặn nhạt tại tâm. Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm, không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước, cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ, tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn, sáng suốt một chút nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Buồn vui vừa đủ. Khi được người khác tân bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tân bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn. Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Tập sống nhẹ nhàng. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẩn quẩn không thôi,
Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Chấp nhận sự tương đối. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến, cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi, còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được, sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi, bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc liền gấp rút tìm người thay thế, bác sĩ sợ bạn không đủ tiền vừa kê toa thuốc vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyển khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề. Như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Cuộc sống nhìn từ sai và đúng. Một buổi học nọ, thầy giáo viết lên bảng mấy phép tính: 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, 8 cộng 8 bằng 16, 9 cộng 9 bằng 19. Vừa quay lại, cả lớp đã râm ran: "Phép tính sau cùng sai rồi thầy ơi." Thầy mỉm cười: "Đúng là phép tính sau cùng không chính xác, nhưng thầy viết tất cả 4 phép tính. Sao không ai để ý đến 3 phép tính đầu đều tính đúng?" Con người chúng ta thông thường cũng vậy. Mình đối với ai đó tốt 10 lần chưa chắc họ đã nhớ, nhưng chỉ cần một lần không thuận lòng, những điều tốt phía trước coi như không tồn tại. Người xưa có một câu nói rất hay: "Một bát cơm tặng người thành ơn, một tấn gạo nuôi người thành oán." Có một số người quen nhận rồi sẽ quên mất cảm ơn. Không phải ai cũng biết lấy hai chữ lương tâm ra đối đãi. Dù bạn có trăm ngàn điều tốt, nhưng chỉ cần làm cho người một chút không vừa ý, bao nhiêu điều tốt liền bị phủi sạch trơn. Dù bạn đã hết lòng thật dạ, chỉ cần một lần lầm lỡ liền trở thành tội đồ nhiều toan tính. Dù giúp đỡ trăm lần chưa nhận tiếng cảm ơn, chỉ một khi chưa kịp ra tay liền bị ghim lòng thù hận. Cho nên làm người nên dựa vào tấm lòng, đừng quá quan tâm tới hình thức. Thật dạ đối đãi mới mong gặp tri kỷ, dùng miệng lưỡi ba hoa thì đừng hỏi đến niềm tin. Thước tất có ngắn có dài, đừng bao giờ dùng tiêu chuẩn của mình để đo lường kẻ khác, cũng đừng dùng sự hiểu biết cá nhân để phán xét bất kỳ ai. Không ai là trọn vẹn hoàn mỹ. Trước khi nói lỗi người hay chê cười sự vụng về của thiên hạ, nên xét lại bản thân mình.
Mắt là để nhìn thấy những điều tốt đẹp, đừng chỉ biết dòm ngó thị phi. Miệng là để ăn cơm nói chuyện, không phải vũ khí công kích, ly gián lẫn nhau. Sống ở đời, thứ quý giá nhất không phải tiền bạc, danh lợi hay quyền thế, mà là nội tâm, sự tu dưỡng và tố chất của mình. Những điều này nói lên phẩm hạnh của một con người. Để đánh giá ai đó có đáng tin hay không, để biết được đâu là người tốt hay kẻ xấu. Làm người cần sự chân thật, thành tâm thành ý, đừng tính toán quá, vì như thế chỉ tổn hại bản thân mà thôi. Làm việc nên chừa một đường lui, nói chuyện nên để chút khẩu đức, mới không đến mức đâm vào đường cùng, rước họa vào thân. Việc thiện làm nhiều một chút thì việc ác sẽ giảm đi. Chân thành được xem trọng thì toan tính sẽ ít lại. Khích lệ nhiều một chút thì trách móc sẽ ít đi. Giúp đỡ nhiều một chút thì lợi dụng tự nhiên sẽ giảm xuống. Chú ý nói lời chuẩn mực, dù đùa vui cũng nên có chừng mực. Người sống một đời như sương buổi sớm, tan rồi là hết. Hãy sống như nước, có sự trong trẻo, yên tĩnh và sâu lắng, thì lo gì không thanh thản nhẹ nhàng. Phiền não đến từ đâu? Ham muốn trỗi dậy thì tâm động. Khi tâm động, các loại phiền não tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Được, mất, vinh nhục, lấy bỏ, những thứ này nếu bạn bận lòng càng nhiều thì sự mệt mỏi càng lớn. Bằng ngược lại, có thể buông xuống bao nhiêu thì nội tâm nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nếu biết mở lòng chia sẻ đau thương của người khác, nỗi buồn lo của mình tự nhiên sẽ nhẹ vơi. Học cách trao tặng sự ấm áp đến tha nhân sẽ nhận lại những ân tình đồng loại. Đây chính là năng lượng kỳ diệu của tình thương. Trên đời, cội nguồn của những muộn phiền đều bắt nguồn từ việc buông không đành, hiểu không thông, nhìn không thấu, rồi làm những việc vô nghĩa khi nhàn rỗi. Muốn đoạn trừ nó, nên tìm về căn nguyên nguồn cội, thực tập nếp sống vị tha và buông xả, đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận sự việc. Làm được vậy sẽ tránh được những tranh chấp muộn phiền vô nghĩa lý. Hoàn thiện từ phiền não. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dông. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đầu rỉ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Tự tại. Tâm ít tham cầu, khổ tự nhiên sẽ giảm đi. Miệng ít nói lời vô nghĩa, họa tự nhiên sẽ giảm đi. Bụng ít ăn đồ độc hại, bệnh tự nhiên sẽ giảm đi. Lòng ít suy nghĩ điều rối rắm, nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi. Tình thương thì không có nước mắt, hiểu rồi thì không cần nhiều lời. Duyên đến nên trân trọng, duyên hết thì buông tay. Cuộc đời vốn là không, mỉm cười nhìn đời và người, an nhiên ngắm mặt trời mọc rồi lặn, tự tại nhìn hoa nở rồi tàn, thì bụi trần vướng vào đâu, người phiền được chỗ nào. Giữ lấy bình an. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết.
Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi, thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bồn ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Một hôm tôi hỏi lòng, thế nào là hạnh phúc? Lòng bảo, thân khỏe tâm an là hạnh phúc. Cơ thể khỏe mạnh rồi, làm sao để tâm được bình an? Lòng lên tiếng, tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do, thì tất nhiên không cảm nhận được sự yên an. Tôi lý luận, sống ở đời sao có thể không vướng bận? Lòng thông thả, nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thông dong và tự tại. Tôi chưa hiểu, tâm vốn ở bên trong hình thức, sao có thể không bị phụ thuộc? Lòng giảng giải, tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống. Nếu nếm phải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời, đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc. Tôi lại hỏi, sao mới được nhẹ nhàng như thế? Lại nghe thấy tiếng lòng, danh lợi được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt. Tôi thắc mắc, tâm ta rộng hay thế giới lớn hơn? Lòng trả lời, trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra, đẹp xấu cũng từ đây mà thành. Tôi băn khoăn, vậy chúng ta đang đi đâu trong cuộc đời này? Lòng từ tốn, đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng, là bạn đang hướng ra ngoài cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi. Bốn chữ giúp ta sống nhẹ nhàng, an nhiên. Một, nghe. Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ, tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc để chữa trị tâm bệnh cho họ. Dù ta không phải là nhà tâm lý, nhưng với lòng chân thành và thái độ đúng đắn, chắc chắn ta sẽ giúp được người kia ít nhiều. Hơn nữa, bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. 2. Nhẫn.
Nhẫn trở thành cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhẫn là nhẫn nhịn. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. 3. Thiền. Thiền chính là cách để bản thân thanh thản và tĩnh lặng nhất. Thiền gắn liền với sự tĩnh tâm, do đó không nhất thiết phải ngồi khoanh chân mới gọi là thiền. Tĩnh tâm là không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn có nói nhiều, than vãn nhiều cũng chẳng thể khiến sự việc tốt hơn. Thay vào đó, đôi khi nên im lặng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái của mình. Cũng có khi người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. 4. Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi điều mọi việc, tâm ta càng thanh tịnh, càng ngập tràn hạnh phúc. Danh lợi, vật chất đều chỉ là phù du, chẳng thể mang theo khi lìa xa cõi đời. Mọi buồn tủi giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh, khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn, là chính mình. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới, chắc chắn. Đừng đợi già mới ngộ ra điều khiến mình hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc có trong những điều rất giản dị. Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như: bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này?
điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất. Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc, và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú, hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó. Khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng, cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn, cái này là hạnh phúc. Khi bạn vất vả, có người thương xót, đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ, vẫn có người nói: "Bạn tôi à, cố lên." Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng: "Không sao đâu mà, đã có tôi ở đây." Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua dông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường,
vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm. Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Con người ta khi phải buông bỏ thứ gì đó thì luôn cảm thấy phiền não, dây dứt không yên. Con người dù muốn buông tay nhưng lại không thể hạ quyết tâm mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Mời bạn đọc câu chuyện sau và cùng chiêm nghiệm nhé. Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thượng: "Thưa thầy, tại sao có một số thứ và một số người con không thể buông bỏ được?" Vị hòa thượng nói: "Không có gì là không thể buông bỏ được." Người đàn ông kia lại nói: "Thưa thầy, tại sao có những thứ và có những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được?" Vị hòa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng tay, không chịu được liền đặt chén trà xuống. Lúc này vị hòa thượng lại nói: "Trên đời không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau, ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi." Quả thật, khi chúng ta đã có công danh thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta có tiền tài thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mộng tưởng, mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn. Hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng của ta. Nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ. Ví dụ như ta khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến. Trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở. Những người thiếu quyết đoán thường nghĩ trước nghĩ sau, nên nắm giữ cũng chậm mà buông bỏ cũng chậm. Nếu người đó trải qua một lần biến cố to lớn hay khi cận kề cái chết, sẽ có thể khiến họ thay đổi. Khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó mà có cách suy nghĩ nhìn nhận thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn, thì việc buông bỏ cũng dễ dàng hơn. Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng có nhiều dục vọng. Mỗi ngày chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy, đương nhiên là sẽ thấy rất mệt. Điều này cũng giống như mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Ban đầu để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích, chúng ta mua thật nhiều thứ. Nhiều năm sau này, chúng ta phát hiện ra ngôi nhà đã chứa quá nhiều thứ, có cả những thứ không bao giờ dùng đến. Lúc đó chúng ta nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó, nhưng biết bỏ thứ nào đây? Cái gì ta cũng thấy có ý nghĩa, cũng lưu dấu kỷ niệm, thế nên
chẳng đành vứt bỏ đi thứ gì, rốt cuộc lại lưu giữ lại tất cả, đành phải chấp nhận sinh sống trong một không gian nhỏ hẹp, bức bối. Nhưng nếu như có một ngày nào đó căn nhà của chúng ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt hoặc bị rách nát, thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ chúng ngay. Điều này chính là khi thật sự đau đớn, ta sẽ tự nhiên buông bỏ. Trong cuộc đời có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ, vì nếu cứ lưu luyến thì chúng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại, đạt đến giải thoát an vui. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, quá quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng.
Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói: "Không sao, vẫn còn tôi ở đây." Ai đó là gia đình, bạn bè hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ, mình lại chẳng là gì. Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càng đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình, nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong tự tại. Thấu hiểu và cảm thông.
Thấu hiểu giống như cây cầu, ở hai đầu cầu chính là con đường. Nếu không có cầu thì không thể đi từ đường bên này sang đường bên kia được. Cảm thông giống như cây dù, người đứng bên dưới luôn có cảm giác được che chở. Nếu vắng đi những điều đó, thế giới này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấu hiểu giúp ta bước khỏi vùng u tối, đến với một quang cảnh mới, giống như đi qua cây cầu sẽ đến với con đường lớn. Những phiền não u ám cũng tự hóa thành bướm bay đi. Tục ngữ nói, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Khoan dung người khác cũng là cách đối xử tốt với bản thân. Vì tha thứ cho người thì nụ cười sẽ ở lại với mình. Con người dù tốt đẹp thế nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Tình cảm dù toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao dung đón nhận, sẽ cảm thấy thế giới này thật ra không đến nỗi tệ như bạn nghĩ. Trong hành trình kỳ diệu của cuộc sống, có thể gặp nhau đã là một nhân duyên. Chúng ta nên trân trọng, đừng để sự giận dữ cuốn trôi bao ân tình tốt đẹp, để lại những hối tiếc muộn màng. Bởi vì chúng ta đều có những muộn phiền, bất bình và nhiều việc không được như ý, nên đôi khi cảm thấy cả đất trời tăm tối, bất giác cảm khái nhân tình sao mỏng manh như giấy lụa. Thật ra mặt trời luôn ấm áp, ánh ban mai vẫn sáng tươi mọi ngày, chỉ là có lúc chúng ta đứng trong bóng râm mà thôi. Bao dung người khác hoàn toàn không phải là yếu đuối, mà là thể hiện tấm lòng độ lượng, là một lựa chọn thông minh. Chúng ta hãy cùng xây dựng cây cầu thấu hiểu, cùng bật lên cây dù cảm thông, cùng chia sẻ những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống, để thế giới luôn tràn ngập ánh sáng ấm áp của mặt trời. Mục tiêu trong cuộc sống. Thông thường, người có mục tiêu thì lo phấn đấu, kẻ không có phương hướng chỉ thích vui chơi, vì họ không biết phải đi về đâu. Người có mục tiêu thì luôn biết ơn, kẻ không phương hướng chỉ mãi oán trách, vì họ cảm thấy cả thế giới không tốt với mình. Người có mục tiêu thì sống tỉnh táo, kẻ không có phương hướng chỉ thích ngủ vùi, vì có thức dậy cũng không biết phải làm gì. Hãy cho cuộc sống một ước mơ, cho ước mơ một con đường, cho con đường một phương hướng. Dù bị ngã cũng tìm cách đứng dậy, lỡ bị thương thì tìm phương trị liệu. Cuộc sống chỉ có hành động mới đem lại kết quả, không có chuyện ngồi chơi mà huy hoàng tự đến. Than trách là một dạng của nhu nhược, cố gắng mới là thái độ nên có trong cuộc sống, là biểu hiện chắc chắn của thực lực. Bạn muốn mình là một kẻ nhu nhược hay là một người có thực lực? Suy nghĩ nhiều để làm gì? Làm người suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung, chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc, vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có,
Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi, nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gặp ghềnh, biến sự đả kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn, ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình, bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng tròng cũng phải che giấu đi, mệt mỏi vất vả gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi, không trải nghiệm cuộc sống sao hiểu hết tình đời đen bạc, không gặp chuyện buồn vui sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đông đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc, vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ liền bị xếp vào nhóm lạc hậu, ta yếu đuối một chút lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên, có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội, ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Lẽ nhân sinh. Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Dưỡng ấm một trái tim mất rất nhiều thời gian, nhưng làm nó lạnh giá chỉ cần trong chớp mắt. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Đôi khi thế giới thật rộng lớn, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên nhỏ hẹp, đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ. Cho nên, khi gặp gỡ, hãy biết cách trân trọng. Lúc bên nhau, nhất định nhớ giữ gìn. Quay lưng rồi, hãy là người lịch sự. Khi chia tay, nhất định nhớ mỉm cười. Vì biết đâu, lần chia xa này sẽ trở thành vĩnh viễn. Biết từ lau khô nước mắt. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn, kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút.
Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Tự viết nên đời mình. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng. Lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Chuyển đổi góc nhìn. Trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Làm việc nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau, trạng thái tốt nhất là: bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi, dù khó khăn bao nhiêu vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết lời bạn định bày tỏ nhưng lặng im, trân trọng giữ tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thập toàn thập mỹ. Công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Đồng thanh tương ứng. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Để cuộc sống vui vẻ hơn, hãy thực tập
cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toàn tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Giữ cho mình một lý do để cười. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng. Vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Tốt nhất vẫn là nhớ ưu điểm của người. Nhớ ưu điểm của bạn bè thì người bên cạnh sẽ ngày càng nhiều, khi cần luôn có những trợ thủ đắc lực. Nhớ ưu điểm của người thương thì giảm nhiều tranh cãi, tình cảm càng nồng đượm. Nhớ ưu điểm của cấp trên thì giảm được nhiều oán hận. Biết hy sinh nhiều hơn thì tương lai tự nhiên cũng rộng mở. Nhớ ưu điểm đồng nghiệp thì giảm được nhiều mâu thuẫn. Công việc kết hợp nhịp nhàng thì làm việc càng thêm chuyên nghiệp. Nhớ ưu điểm của người khác, sống bằng lòng biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên, ưu phiền tự nhiên cũng ít lại. Nhớ khuyết điểm, tật xấu của người chỉ khiến mình khó chịu, tâm trạng cũng bực dọc, cuộc sống càng thêm mệt mỏi. Nhưng người đời đa số là điểm tốt của người khác thì không khi nào để tâm, thấy chút điều xấu liền ghi lòng tạc dạ. Làm người ai chẳng có ít nhiều tự tư, ai chưa từng vì bản thân mà phạm phải lỗi lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả. Nhớ ưu điểm của người khác, thật ra người có lợi ích lớn nhất là chính mình. Nhớ điều tốt của người khác thì hạn chế mâu thuẫn, không phát sanh muộn phiền. Bạn nhớ ưu điểm của người thì họ sẽ đối tốt với bạn hơn, không tổn thương tình cảm, không cần tính toán hơn thua đến đoạn tuyệt liên hệ. Nhớ ưu điểm lẫn nhau giúp con người đến gần nhau hơn, bởi lòng không cần để ý hay phòng bị nữa, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng là một cách sống. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăng tăng. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý
như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được, mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Về với chính mình, chúng ta không được sanh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc. Chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Cho nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Lựa chọn thiện lành. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Định vị đời mình. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích,
là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Khi nóng giận đừng nói chuyện. Khi nóng giận đừng nói chuyện, vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nỗi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nỗi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương, thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng hơn. Nóng giận và bản lĩnh. Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng, đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét, nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường, chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sổ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ, thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không. Thực tế cho thấy, chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý, để từ đó bình tĩnh xem xét, rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ, tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người,
cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất mỗi ngày. Nhất định phải có ý nghĩa. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an, vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản, là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết. Và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Tự lực sống vui. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Để cuộc sống không già nua. Sống đến đâu, học hỏi đến đó. Người thích học hỏi sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, đọc sách đến đó. Người thích đọc sách sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vận động đến đó. Người thích vận động sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, chăm chỉ đến đó. Người thích sự chăm chỉ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mơ ước đến đó. Người thích ước mơ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, mỉm cười đến đó. Người thích mỉm cười sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, vui vẻ đến đó. Người thích sự vui vẻ sẽ không bao giờ già. Sống đến đâu, yêu thương đến đó. Người có lòng yêu thương sẽ không bao giờ già. Để cuộc sống ý nghĩa hơn. Ở đời có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận. Có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay. Một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi,
mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngỡ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa, những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Đâu cần phải chấp nhất thị phi. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Mở lòng để tha thứ. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác